Hi, xin chào bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho bạn giá cũng như khuyến mãi của iPhone 15, 15 Pro và 15 Pro Max tại Thế Động trong những ngày giữa của tháng 4 này ha. Xem những ngày giữa của tháng 4 iPhone 15 series đã còn có chương trình khuyến mãi thì giảm giá gì tiêm không bạn. Rồi, thì đầu tiên thì mình sẽ đi vào cái con iPhone 15 thường trước bạn nha. iPhone 15 thường 128GB màu xanh dương, giá 22.990. Hiện tại nó giảm chỉ còn là 19.990.000 thôi. Hiện tại hỗ trợ góp 0% lãi suất. Đây là con iPhone 15 thường 128GB màu xanh dương. Một màu rất là đẹp các bạn. Xanh dương nhạt. iPhone 15 này hiện tại các bạn mua thì nó sẽ có màn hình ở đây là 6.1 inch với màn hình là Super Retina XDR. Máy sẽ được trang bị con chip là Apple A16. RAM 6GB, bộ nhớ đây mình có là 128GB. Camera selfie là 32 megapixel và hai camera phía sau với cam chính lên đến là 48 megapixel và một cam phụ với độ phân giải là 12 megapixel. Viên pin trên con iPhone 15 thường là 3349 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 20W. Màu rất là đẹp các bạn. iPhone 15 128GB màu hồng sẽ có giá là 22.690. Nó giảm là còn 19.690.000. Nó sẽ rẻ hơn so với iPhone 15 màu xanh dương các bạn nha, rẻ hơn là được 300.000. iPhone 15 LED 128GB màu hồng sẽ có giá là 25.790.000 và hiện tại nó giảm là còn 22.790.000 ha. Nó sẽ rẻ hơn là tầm khoảng 3.000.000 các bạn. iPhone 15 LED 128GB màu đen sẽ có giá là 25.990 và nó giảm 3.000.000 là còn 22.990, hỗ trợ góp 0% lãi suất. Đây là chiếc iPhone 15 LED màu đen. Đen nhám nha. 15 LED này hiện tại các bạn mua thì nó sẽ có màn hình là 6.7 inch với màn hình là Super Retina XDR. Máy được trang bị chip là Apple A16, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB. Camera selfie là 12 megapixel, hai camera phía sau với cam chính là 48 megapixel và một cam phụ 12 megapixel. Viên pin trên con iPhone 15 LED là 4383 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 20W. Giá giữa con màu hồng và màu đen nó sẽ khác nhau nha. iPhone 15 LED 256GB màu hồng có giá là 28.990, hiện tại giảm là còn 25.990 các bạn nhé. Một trong hai siêu phẩm trong năm nay đó là iPhone 15 Pro 128GB. Ở đây mình sẽ có là màu Titan xanh, một màu cũng rất là hot trong năm nay các bạn nha. Rất là đẹp nha. 15 Pro này hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 28.290.000 và nó giảm là còn 25.290 cho phiên bản 15 Pro 128GB màu Titan xanh. Thì iPhone 15 Pro này hiện tại các bạn mua nó sẽ sở hữu màn hình là 6.1 inch với màn hình Super Retina XDR. Máy sẽ được trang bị con chip Apple A17 Pro. RAM trên máy là 8GB, bộ nhớ là 128GB. Camera selfie 12 megapixel. Bộ ba camera phía sau với cam chính là 48 megapixel và hai cam phụ lần lượt là 12 và 12 megapixel. Viên pin trên con iPhone 15 Pro là 3274 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 20W ha. iPhone 15 Pro 128GB màu Titan tự nhiên sẽ có giá là 28.290.000 và nó giảm là còn 25.290.000. iPhone 15 Pro 256GB màu Titan đen sẽ có giá là 31.990, nó giảm là còn 27.990.000. 15 Pro 256GB màu Titan xanh sẽ có giá là 31.990, giảm là còn 27.990. 256GB màu Titan trắng sẽ có giá là 31.990, giảm là còn 27.990. iPhone 15 Pro Max 256GB màu Titan tự nhiên sẽ có giá là 34.590.000, hiện tại giảm là còn 30.090.000, hỗ trợ góp 0% lãi suất. Đây là một siêu phẩm trong năm nay và rất là hot ha, màu Titan tự nhiên cực kỳ hot luôn, giá giảm là còn 30.090.000. 15 Pro Max này hiện tại các bạn mua thì nó sẽ hữu màn hình là 6.7 inch với màn hình Super Retina XDR. Máy sẽ được trang bị con chip Apple A17 Pro, RAM 8GB, bộ nhớ đây mình có 256GB nha.
15 Pro Max năm nay phiên bản thấp nhất là 256GB các bạn. Camera selfie 12 megapixel, bộ 3 camera phía sau với cam chính là 48 megapixel và hai cam phụ đều là 12 megapixel. Viên pin là 4422 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 20W. Máy năm nay rất là nhẹ các bạn, cực kỳ nhẹ ha, và nó có thêm một cái nút là nút tắt vụ. Giá giảm luôn là còn 30.090.000 cho 15 Pro Max 256GB màu titan tự nhiên. 15 Pro Max 256GB màu titan xanh sẽ có giá là 34.690, giảm là còn 29.690.000. iPhone 15 Pro Max 512GB màu titan đen sẽ có giá là 40.790.000, giảm là còn 37.290.000. 15 Pro Max 512GB màu titan trắng sẽ có giá là 40.990.000, giảm là còn 37.490. Và phiên bản cao nhất của 15 Pro Max đó là 15 Pro Max phiên bản 1T màu xanh sẽ có giá là 46.990, giảm là còn 43.490.000. 15 Pro Max 1T phiên bản màu titan tự nhiên sẽ có giá là 46.990 và nó giảm chỉ còn là 43.490.000. Phiên bản 1T này sẽ có giá bằng với nhau luôn bạn, đều là 43.490 ha. Các bạn lưu ý là khi mua iPhone á, nó sẽ có ngoài cái chương trình mua trực tiếp tại shop sẽ có giá như vậy ha, và nó sẽ có chương trình là online giá rẻ quá, các bạn tham khảo trên trang web, nhiều khi nó sẽ có giảm giá sâu hơn nữa các bạn nha, các bạn lưu ý điều này. Rồi thì mình vừa cập nhật các bạn giá cũng như khuyến mãi của iPhone 15 Pro và 15 Pro Max tại Thế Động trong ngày giữa của tháng 4 này ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để comment bên dưới, mình sẽ phản hồi lại sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất nha. Bye bye.